Dẫn dẫn xu sao con, dẫn xu sao, dẫn xu sao? Dẫn sao rồi, sao rồi? Trời ơi. Dẫn sao con? Bún giờ. Bún giờ hả? Dẫn xu rồi đó. Không, tắt đèn. Giận luôn rồi, giận rồi. Giận sao con ngồi xuống con giận sao con giận xuống sao? Nhìn đằng xa nhìn mặt y chang con. Đó đó đó. Té nghe. Giận nó cái mặt giận giỏi đó. Ờ, giận nó. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi đi đi. Con cùng ba. Cái gì vậy? Cho con đó đó, đừng có lấy con màu hồng của người ta. Ừ, đừng lấy hồng ta. Ừ, đừng đó, giận đó, giận. Nhớ. 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 Chơi với con xù mà tưởng đang đấu bò không à. Trời ơi. Ghê chưa? Mệt chưa? Mệt chưa? Lại ngồi đi. Mệt chưa con? Trời ơi. Trời ơi. Bắn ngồi bây giờ giỏi. Tôi mệt bớ quá. Trời cái mặt bây giờ. Gì con? Hả? Ngoại kìa. Ngoại sao? Ngoại ơi, đi đi. À, ngoại đâu? Đang giận đó. Đi vô. À, à. Để ngoại ra đường. Ờ. Ờ. Ờ, giận lắm đó. Trời ơi, đang giận. Đang giận lắm đó. Hư. 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 Hư nè. Hư nè. Hư nè. Hư nè. Rồi con hư mẹ, con hư mẹ quấn con sao? Rồi con hư mẹ quấn sao? Su hư ghê, trời su hư ghê. Biết bác quay biết biết quấn dối ha. Ừ, quấn dối. Rõ tao cho hư hư. Trời ơi, cái con su làm trúng mặt con á hả? Đây mẹ coi coi. Mét ngoại đi. Đây rồi đây, đưa ngoại coi. Đưa ngoại coi, đưa ngoại. Su xin lỗi chị em đi. Su, nè nè, Su xin lỗi chị. Su xin lỗi em. Nè, Su xê xó đi chị. Hư hư rồi, hư 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 hư. Hư nè. Hư nè. Hư nè. Hư nè. Giận rồi, giận nữa. Đi giận nữa đi lên nè. Giận nữa đi lên nữa. Tắt đèn luôn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cái gì? À. Nóng nóng. Ơi nóng nè con. Nóng với cay nữa. Con ăn bún thôi. Con là con ăn được bún thôi à. Wow. Cái đó cái gì vậy con? Cơm. Ôi trời ơi, trời ơi, ngon quá. Mà hồi nãy giờ mẹ đi con có nhớ mẹ không? Ừ. Nhớ mẹ nhiều không? Mà con ở nhà với ngoại con có ngoan không? Dạ thưa có. Đúng rồi, giỏi quá. Hả? Ngồi kia. À mẹ ngồi kia hả? Mẹ ngồi kia rồi sao cô thấy cô chú thấy con được? Ngồi đây hả? Ok ok, để ngồi đây, ngồi đây. Ok ok. Ngồi ngoại. Ngồi ngoại luôn hả? Ngoại ngồi đúng rồi, để ngoại ngồi. Hả? Hello, Su good morning đây. Su ta đang ngủ tự nhiên nhào lên đây chơi vậy? Xuống đây. Ừ mẹ Su nè. Hồi sáng này mới đọc được một cái comment của một cô kia nói là Ngọc phải không cho chay phá đồ, phải cản chay phá đồ bắt cấp của bà ngoại, nhưng mà ngoại ngoại trả lời comment này đi ngoại. Ồ, ngoại thương đó, ngoại chiều lắm mà. Ngoại là người đưa cho chay cây son phải không ngoại? Dạ, yeah, ngoại cho chay đó, ngoại cưng chay quá thành ra chiều. Xin lỗi cô chú, mình biết chiều cái đó là không đúng. Nhưng mà cháu lâu lâu nó tới nên cưng nó quá, không biết về biết. Hy sinh cây son môi. Hy sinh cây son môi.
chứ còn mấy cái đồ make up của nó mà có lộn mấy đồ make up của thím là nó gỡ ra là con kêu thím đem cất hết cho bộ. Đúng rồi, ai mà để đi cho chơi phá đồ make up, toàn cái make up là các bạn biết thứ nhất á là dơ. Yeah. Mà nếu mà nó trà đầy mặt của nó đó là mình phải dùng những cái đồ gọi là gì tẩy trang không có tốt cho nó là không có thích cho cái đó rồi. Thứ hai á là phí lãng tốn tiền. Nên là Ngọc không bao giờ cho phá mấy cái đồ make up hết đồ. Chứ bà ngoại của chơi xài đồ make up cũng xài đồ tốt không à. Đúng. Thành ra không có bỏ đâu, không có cho chơi vậy đâu. Cô chú đừng có la em. Không phải la em, la con. Cái đó là tại bà ngoại nó chiều hết á. Hả? Đó, thấy chưa nữa, tự nhiên vô đây đứng make up chi vậy? Ừ, ngoại đeo make up á con. Trời ơi, vỗ tay, vỗ tay. Đẹp không? Ngoại mang make up đẹp không? Đẹp. Thank you con, cảm ơn. Dạ, đẹp con. Đẹp chú. Đẹp chú, đúng. Con mẹ. Hả? À, đưa mẹ coi cái ngón chân cái này coi. Cho mình coi. À, rồi, đây là bà Su có dặm con rồi phải không? Dạ. Trời ơi, bà thấy lại con Su. Su dặm lên chảy máu. Đứt chân luôn. Vậy hả? À, không phải, hồi cái bữa mà nó lại nó mét mình mấy lần á. Vậy hả? Trời ơi, Su ơi, sao con làm chảy máu em mà. Đưa ngoại coi coi dây. Đưa ngoại coi. Đưa đưa đúng ngón chân luôn á. Rồi, xối nó nấu Su làm gì vậy? Chà bông. Má mì chỉ có em không có chút thôi, còn Su á là ở với má mì hoài. Đâu đưa ngoại coi coi. Wow. Dành á, Su dành á. Đấy, rồi Su dành hả kìa, Su dành hả? Su dành á. Rồi. Hồi hôm qua mình dỗ vậy hả? Quay. Ô màu quay. Wow. Su màu gì chơi? Su màu gì kìa? Suy nghĩ, rồi suy nghĩ ra trời. Quay xem mới. Không biết màu gì quay qua ngoài sân môi. Ngoài sân môi. Cái điều đó quan trọng hơn hả cháy à? Khoái làm đẹp lắm cả nhà. Chị này chỉ khoái làm đẹp lắm nè. Mình biết lý do sao mà chị thích dọc son rồi. Tại vì chị coi cái hoạt hình á, chị coi hoạt hình của chị. Rồi trong đó người ta chỉ make up màu này kia kia nọ nên chị mới bắt chước á. Chứ không phải mẹ chỉ bài đâu. Không phải mẹ chỉ bài đâu. Sương lắm rồi, sương lắm. Hy sinh cây son liền bị la hả? Bị la, con thấy comment nó la sáng này. Ngọc không được để cho chay phá mấy cấp của bà ngoại. Bà ngoại rinh đi dẹp hết rồi, ngoại rinh cao hết rồi. Không, ngoại là mới đầu ngoại là chỉ đi dẹp viết rồi dẹp bút lông rồi thôi. Còn đồ trang điểm của ngoại là Ngọc qua, Ngọc thấy ôi ông ơi, nằm ở dưới cái bàn rồi ở trên cái bàn rửa mặt rồi. Ngọc nói chết rồi bác gái ơi, kiểu này là chết. Phải đem dẹp gấp thôi. Thì nhẹ, cắn nhẹ chơi. Ok. Su không Su. Được cắn tay ngoại. Su đâu có dám đâu, Su đâu có cắn. Su chỉ nằm thôi. Su lên, Su nói ra. Su nằm nữa. Su nằm. Báo nữa. Cho Su nằm á. Su nằm với con. Su nói là Chay ơi, Chay dậy đi. Em ơi, em dậy đi. High five với Chay Phương chay. High five đi, Su high five đó. High five. Su high five với Chay. High five. Hơn một high five với ngoại đi. High five. Boom. Giỏi quá, giỏi quá. Cảm ơn Chay nha. Ồ, đây nè, trời. Ồ, Su á, Su đạp chân chị đó. À, Su đạp chân chị. Sorry, trời ơi. Đó, Su sorry đó. Kêu sorry là Su hung là sorry đó. Trời ơi, kêu sorry chị đi. No. Ồ, Su ghiền cái này lắm. Su ghiền cái ba bà lắm. Cái cảnh tượng mà Su nằm núp núp vú sao trời. Thiếm có đó con. Có không? Có, thiếm có. Trời. Mấy khung hình em Su đi chơi mùa hè ở ngoài đường á, gặp người ta cái không biết baby nó rớt hàng sao, em Su lụm, em Su về ngậm tỉnh queo luôn. Em Su nằm xuống Su nằm xuống ra, em nằm xuống.
Cái gì vậy? Trái su. Trái su hả? Mới khám phá ra được hả? Su đáy bằng gì hả? Su gái mà. Su gái. Giỏi quá. Giỏi quá. Su nằm xuống là giỏi quá. Bây giờ chơi ăn gì đây? Cơm trứng. Chơi ăn cơm trứng nha. Sorry. À, ngoại đi chiên trứng nha. Ồ, oh, sorry chị đi nữa kìa. Vẫn chưa. Ôi, hung chị đi, hung chị đi rồi, sorry chị đi. Wow, wow, wow. Wow, wow. Rồi đi xuống cơm trứng đi.